À, có ai đi chợ Long Bình Điền này có ghé anh mua thịt bò giùm anh nha. Tới rồi chắc tôi đi về mà cô khác. Chào cả nhà nha. À, các chợ miền Tây hôm nay mình đi chợ Long Bình Điền nha cả nhà, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. À, hôm nay mình kêu quê với chợ nhỏ này cho bà con xem nha. À, mình đi với chợ nha cả nhà. Đây cảnh bà con buôn bán hình sáng sớm đây. Đây ra xã Long Bình Điền ở ngoài con ngã tư quẹo vô chút xíu là tới nha cả nhà. Đi vô chợ xem nha cả nhà. Đây mấy cô bán sát lề đây, rau cải các thứ. Đây vô chợ xe cho cả nhà xem nha. Dạ kênh của con các chợ miền Tây cô, nhiều quê mấy cái chợ quê cho bà con ta xem á. À, ai có đi xa quê rồi bấm lên ta coi ta nhớ cái quê mình á. Dạ đúng rồi. Đây mấy cô bán hàng ăn uống hồi trước em trên một chợ nha. Đi vô chợ cá cho cả nhà xem nha, có gì mình mua về nhà ăn nha cả nhà. Đây ra chợ cá nha cả nhà. Dạ kênh của em các chợ miền Tây chị quay chợ gì với mấy chợ nhỏ nhỏ lên cho bà con ta xem á, tại xa quê rồi người ta có coi nên nhớ ta bấm cho ta coi á. Dạ kênh em là các chợ miền Tây chị. Có người ta cũng quay mà không có người ta cũng quay luôn. Dạ à, em dạ.
chưa? Chưa. Dạ, cái kênh của con là Các Chợ Miền Tây đó cô. Con đi quay mấy cái chợ quê rồi lên cho người ta xem á, cho bà con đi xa quê rồi như Sài Gòn rồi Bình Dương rồi đó. Dạ, người ta nhớ quê người ta bấm vô người ta coi. Dạ. Dạ con review mấy cái chợ quê cho bà con ta xem á cô. Kênh của con là Các Chợ Miền Tây. Rồi quay lại cho luôn. Dạ. Ra tới cửa sau rồi nha cả nhà, cũng ra hết chợ rồi nha. Mình cũng đi dài dài đường quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà thấy hay thì cho một like và đăng ký nha cả nhà. Đây ra coi mấy cô mấy anh đồ bán rau bán cải nè, cặp mấy đường nha.
Đây có anh bán thịt bò ở ngoài đầu đường nghe cả nhà. À anh bán ba anh mà ba người mà bán có một manh vậy thôi nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha, mình cũng ra tới cuối chợ rồi nha. À, cả nhà thấy hay cho mình đăng ký cho một like nha cả nhà. À, xin tạm biệt cả nhà nha. Rồi mình ngày mai có đi chợ nào mình quay cho cả nhà xem nha. À, có ai đi chợ Long Bình Điền này có ghé anh mua thịt bò giùm anh nha. Tới rồi dắt tôi đi về mà con cát. Rồi tạm biệt cả nhà nha.